Khởi bẩm vương gia, Dương Phi tới rồi. Mời Dương Phi. Trời ơi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của ta. Dương Phi, Ngọc Dương Nhi. Phi đừng kích động, đừng kích động. Ta có thể không kích động sao? Một đứa nhỏ đang yên đang lành tự nhiên vô cớ chết ở phủ của ông. Ông còn kêu ta đừng kích động. Dương Phi à, ngươi ngồi xuống trước đi. Ngọc Nhi. Khởi bẩm Dương Phi nương nương, mấy ngày trước chuyện là tiểu nhân phái người tới báo cho nương nương biết. Đúng vậy Dương Phi cô. Chu Ngọc, cô ấy chết rất là thê thảm. Là ngươi hại chết nó sao? Có phải là ngươi hại không? Có phải ngươi không? Dương Phi à, có phải ngươi hại nó không hả? Có phải không? Bình tĩnh đi. Không phải. Đừng có đụng vào ta. Xin người hãy bình tĩnh lại đi Dương Phi à. Xin Dương Phi đừng đừng hãy bớt giận cái đã. Quá trình của bộ việc là như vậy. Hôm đó Châu Nhi tới đem cho tiểu thư một nồi canh gà hầm. Sau đó canh gà là biểu thiếu gia dặn dò như vậy. Mọi chuyện đúng là như vậy đó. Lúc mà con vào phòng á hả? Tôi đi lấy chén cho mình nha. Bành Bằng, lại là tên Bành Bằng đó. Nhà ta rốt cuộc có thù gì với hắn? Hắn hại chết hai mạng người nhà ta. Không được, ta nhất định phải dỡ Quyện Nha, Quyện Tam Hà xuống. Dương Khi, bây giờ không phải lúc chúng ta ra tay đâu. Bởi vì chuyện này nếu như đã xảy ra tại phủ của bổn vương, vậy thì xin Dương Phi giao cho bổn vương xử lý đi. Ngài xử lý sao đây hả? Ngài có thể cách chức hắn ta không? Có thể giết hắn ta để thay ta báo thù hay không hả? Dương Phi, tên Bành Bằng là một mệnh quan triều đình. Chuyện tới nước này chỉ có thể làm theo những chuyện chúng ta đã tính từ trước. Chờ sau khi thành công, bổn vương có thể bắt Bành Bằng tới đây trị tội. Chứ nếu không thì Bành Bằng được đám người đó bảo vệ, chúng ta vốn dĩ không có cách nào trị tội được hắn. Chuyện này người đừng vội đau lòng mà. Dương Phi cô, là con có lỗi với người. Con cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên là sau khi cô ấy chết đi, thật ra con cũng cảm thấy rất là buồn. Đúng rồi, thôi đừng nói gì nữa. Thi thể của Ngọc Nhi ở đâu? Khởi bẩm Dương Phi nương nương, thi thể của Chu cô nương bây giờ đang ở để hậu viện, chờ Dương Phi nương nương nhìn rồi mới giải quyết được. Còn có thể giải quyết sao nữa? Ta nên đem nó về Quảng Đông để an táng cho nó. Dương Phi, người cứ yên tâm đi, bổn vương nhất định sẽ đem đám người Bành Bằng đó giết sạch, báo thù cho các cháu của bà. Xin Dương gia làm chủ. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tốt của quá cô rồi. Cơ hội đã tới rồi. Rượu ngon. Quan huynh nè, cái dọc đường làm cho huynh tốn kém rồi. Thật không ngờ đó, huynh là hữu chìm hả? Tủ lượng tốt ghê đó. Hey, ta nói huynh nghe nè Hoàng huynh, bình thường ta không hay uống rượu ha, nhưng mà có rượu miễn phí không uống là không nể mặt rồi. Thì ra huynh là chuyên gia uống rượu chùa hả? Nè, nhưng mà nói thật nha, vì để tạ ơn huynh, lần này đã giúp ta, ta nói huynh nghe, ta có mấy bình rượu rất ngon ở trong tiêu cục của ta, do ông cố của ta với ông cố của ông cố ta đã ủ mấy trăm năm để lại đó. Nè, vậy sau khi quay về có thời gian, ta nhất định sẽ cùng huynh uống một trận ra trò. Hey, huynh nói ta uống rượu chùa, ta thấy huynh mới là đồ keo kiệt đó. Hả? Cái dọc đường chỉ lấy rượu này để lấy lòng cái bụng ta. Có rượu ngon sao không nói sớm hả? Còn nói có thời gian mới mời uống, cần phải có thời gian sau. Sao huynh giỏi rạo trước vậy? Nếu mà ta nhỏ mọn, ta đã không nói với huynh chuyện ta cất giấu rượu ngon rồi. Ta nói với huynh làm gì? Huynh nói có đúng vậy không? Ta thấy huynh bình thường bận rộn quá, hết chạy đông rồi chạy tây, nên sợ huynh không rảnh thôi. Không biết được lúc nào ta rảnh sao? Bây giờ ta đang rảnh. Hả? Chúng ta nhanh chóng quay về đi ha. Mau lấy rượu ngon ra uống, uống hết 3 ngày 3 đêm sao được, hả? Không thành vấn đề, bây giờ đi ngay. Đi. Nhưng có điều ta nói huynh biết, nếu mà huynh tới trễ thì ta không mời huynh nữa. Huynh tưởng là huynh cao chân huynh dài thì chạy nhanh sao? Chưa chắc đâu.
Được, xuất phát liền đi. Đi thôi. Sao mũi huynh kìa? Ở đâu vậy? Chiêu này ta dùng rồi không có tác dụng đâu. Không phải, lần này là thật đó, là sao mũi của huynh kìa. Quan thưởng. Quan thưởng dạng tôi, dạng tôi, dạng dạng tôi. Còn dám nói là mình chính trực lắm. Cẩn thận đó. Gọi cứu binh. Tiểu tử đó chạy mất rồi. Bây giờ phải coi ngươi đó. Âu Dương tiểu tử, huynh chạy không bằng ta đâu. Đi. Sao hả? Mệt chưa? Có khát không? Không khát. Hả? Cho dù ta uống nước tiểu của mình, ta cũng sẽ không uống nước của huynh đâu. Ê trời, nhưng ta thấy khát rồi. Ta có nước đây, không cho huynh. Ai trời ơi, đúng là mát tới tim mà. Xin lỗi huynh nha. Đi. Sao vậy? Có mệt không? Không mệt. Không có mệt hả? Vậy huynh tiếp tục đi. Chạy từ từ. Ta nói lừa. Có nghe không? Vậy ta đi trước đây. Con lừa kia, Âu Dương lừa, có bản lĩnh đừng cưỡi lừa nữa. Để lừa cưỡi huynh đi, có nghe không hả? Tình đáng ghét, lần trước chạy trước, lần này thì lại cưỡi lừa, có bản lĩnh gì chứ? Không chạy nữa, tôi đi cũng tới nơi thôi. Xem ra rượu tổ tiên cất giữ đã nhiều năm, lần này bị hắn uống sạch rồi. Cha mình không chửi mình mới lạ đó. Tam Hà Quyện nha. Không đúng rồi sư muội. Không phải đã nói là chúng ta ra ngoài dạo sao? Sao chúng ta lại quay về chỗ này chứ? Có gì đâu, thì tại muội muốn gặp Chu tỷ tỷ thôi. Ê trời ơi, đã một khoảng thời gian không gặp tỷ ấy rồi đó. Nhưng không phải muội nói Chu tỷ tỷ ở quận Dương phủ sao? Vậy thì mình đi tìm cổ đi. Muội nên tới Dương phủ mới đúng đó. Đúng vậy, huynh yên tâm, cũng không cần muội đi tìm mà sẽ có người đi thay muội. Hả? Ai? Ai đi tìm vậy? Hả? Đương nhiên là ta rồi. Nè Thu Quán, người tìm Chu cô nương phải là người thương cổ chứ. Huynh đi tìm quấy làm gì hả? Đúng đó. Không lẽ là huynh đại nhân bận công việc, làm gì có thời gian đi tìm Chu cô nương chứ? Cho nên chuyện này cứ để ta đi đi. Ê, không đúng không đúng. Hey, chuyện này không phải chuyện mọi người. Nói tới chuyện ai đi nên tìm Chu cô nương về thì thì nhất định phải là tôi rồi. Trời ơi, mấy người đàn ông các người đừng có giành nhau nữa. Có đi cũng phải là tôi đi. Có đúng không bà đại nhân? Được rồi, được thôi. Ta nói mấy người các ngươi, suốt dọc đường đi cứ liên tục kiếm chuyện để chọc kẹo ta. Trái một câu Chu cô nương, phải một câu Chu cô nương, thiệt là không chịu nổi. Trong lòng nhung nhớ. Đại nhân, nghe quay về rồi. Trả cho ngài nè. Giang Bổ Đầu, mấy ngày bốn quan ở kinh thành, ở nha môn vẫn bình yên chứ? Bẩm đại nhân, trong huyện nha mọi việc vẫn ổn, chỉ có điều
Giang Bổ Đầu, nếu có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng ra. Khởi bẩm đại nhân, Chu cô nương đã trúng độc chết rồi. To gan, chưa có lệnh của bổn vương xông vào vương phủ, ngươi muốn làm cái gì hả? Xin vương gia tha tội. Hạ quan nghe được chuyện của Chu cô nương, cho nên mới lập tức chạy tới vương phủ. Ông tưởng chúng tôi muốn tới sao? Chúng tôi là nghe nói Chu tỷ tỷ đã gặp chuyện ở chỗ của ông, cho nên muốn tới điều tra cho rõ ràng. Bổn vương về tới vương phủ nghe con trai ta nói là Chu cô nương đó đã bị ngươi hại chết đó. Người chết ở phủ của ông sao lại đổ lên đầu chúng tôi chứ? Ngươi! Dương gia, bọn họ không nói bừa. Là ngươi, ngươi là tên dâm tặc. Nói mau, có phải ngươi hại Chu cô nương không? Nè, ta nói cho ngươi nghe, tốt nhất đối đang cho đàng hoàng đi. Ai là dâm tặc chứ? Ta là cao thủ Dương gia mời tới. Mà hơn nữa, Chu cô nương mấy người có quan hệ rất tốt với bối Lạc gia của chúng ta. Phủ chúng ta đối với cô ấy như là người thân vậy. Hơn nữa, cô ấy còn là cháu gái của Bình Nam Dương Phi, ai dám làm bậy chứ, hả? Dương gia, hạ quan thỉnh cầu được tới phòng của Chu cô nương xem xét. Mặc dù người chết ở trong phủ của ta, nhưng Chu Ngọc là bị độc chết từ đồ ăn Nguyễn Nha ngươi đưa tới. Để ta coi ngươi xử lý cách nào đi. Doãn Lượng, dẫn bọn họ đi coi đi. Dạ. Bành Bằng, Chu Ngọc cô ấy à. Thuần Vũ Lạc, ngày đêm đầu đuôi sự việc nói cho ta biết. Ta cũng không biết nữa. Mấy ngày nay cô ấy vẫn bình thường mà, vẫn còn cười nói với ta. Ta còn dẫn cô ấy đi dạo, còn mua trăm cài. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Thật đó, cô ấy thật sự là tỷ muội tốt của ta mà. Chu tỷ tỷ vốn chỉ là tỷ muội tốt của tôi. Mới Lạc gia ngày mới nói tôi biết tại sao Chu tỷ tỷ lại chết vậy. Ta cũng không biết nữa. Hôm ấy cô ấy ngồi đây nè, ngủ uống canh gà mình, ta mới từ bên ngoài về. Cô ấy còn hỏi ta là muốn cùng uống canh gà không. Ta mới nói với cô ấy đây là tâm ý của bằng đại nhân, ta không muốn. Kết quả là cô ấy, kết quả Thuần Bối Lạc, cái gì mà tâm ý của bằng đại nhân, nói cho rõ đi. Thu đại ca, huynh cứ bình tĩnh đã. Thu đại ca, để hắn nói hết lời đã. Trời, Thu Quang à, bình tĩnh lại đi. Thuần Bối Lạc, vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô ấy nói với ta là đứng dậy để lấy chén cho ta, múc cho ta ăn. Kết quả bụng ta đau quá. Đau bụng hả? Vậy trước khi uống canh gà cô có ăn cái gì khác nữa không? Không có, ta chỉ uống mỗi canh gà thôi. Không có đồ ăn gì khác nữa sao? Vậy sao tỷ lại hết? Chính là chỗ này nè, cô ấy đã chết ngay tại chỗ này nè. Cô ấy chết thật là thê thảm. Cô ấy chết không nhắm mắt, thật sự rất là thê thảm. Đại nhân không sao chứ? Chu tỷ tỷ, tỷ chết thật là thê thảm. Muội vẫn còn chưa kịp nhìn mặt tỷ lần cuối nữa mà. Sư muội đứng lên đi. Sư muội là được rồi, đừng khóc nữa. Người chết không thể sống lại được. Đừng đau lòng nữa. Được rồi. Mấy người các ngươi đừng có diễn tuồng nữa. Người nói cái gì hả? Ta nói gì hả? Mặc dù người chết là phụ của chúng tôi, nhưng mà canh gà là cho các người đem tới mà. Người nói cái gì vậy? Chúng tôi và đại nhân mới từ kinh thành về đây, sao có thể đem canh tới chứ? Sao có thể chứ? Ngươi không tin phải không? Không tin thì hỏi Bối Lạc gia đi. Là như vậy nè, Chu Ngọc nói với ta là Châu Nhi nhận lệnh của Bành đại nhân hầm một nồi canh gà đem tới đây, nên cô ấy thấy rất là vui.
cho nên cô ấy uống rất là vui vẻ, cười nói rất hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ sau khi uống xong, cô ấy đã... Chu tỷ tỷ à. Người chắc chắn là Chu Nhi sao? Đương nhiên ta chắc chắn rồi. Chính mắt ta nhìn thấy Chu Nhi đem canh tới. Không chỉ ta nhìn thấy mà cả hồ tiền công phủ đều nhìn thấy. Không tin các người đi hỏi đi. Làm hết hồn à. Bành Bằng thân là quyền lệnh quyền tâm hả? Chuyện như thế nào ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Đại nhân, vậy chúng ta về trước đi. Bành đại nhân à, người nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ đó. Được rồi, được rồi, bố lạc cha. Hồi nãy ngài cũng nghe bành đại nhân nói rồi đó. Ngài nói là sẽ xét xử công bằng mà. Ngài đừng đau lòng nữa được không? Đừng đau lòng nữa nghe. Lấy cái tay bẩn thỉu của người xa đi, đồ đáng ghét. Dẫn phạm nhân lên. Dẫn phạm nhân quy u. Người quỳ đó lại. Biểu thiếu gia. Quy u. Châu Nhi, ở trên công đường thì không có thân thích, kêu đại nhân đi. Đại nhân. Người quỳ đó lại. Nô tỳ Châu Nhi cầu kiến đại nhân. Châu Nhi, bổn quan hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật. Vụ án Chu Ngọc trúng độc mà chết là bởi vì đã uống canh ngươi đem tới. Nói, tại sao ngươi lại đem canh tới cho Chu Ngọc chứ? Châu Nhi, muội đừng có sợ, muội cứ nói hết những gì muội biết là được rồi. Đại nhân, bình thường Châu Nhi là một cô gái rất ngoan ngoãn. Mặc dù cái chết của Chu tỷ tỷ làm tôi rất đau buồn, nhưng mà Bạch Như Sương tôi tin là Châu Nhi tuyệt đối không thể nào hại chết Chu tỷ tỷ được. Đúng vậy Châu Nhi, cô đừng sợ, cứ nói thật đi. Có phải là tiểu thư của cô kêu cô làm không? Ê, Dương Đại Hiệp, huynh có biết không, trên chốn công đường không được nói nhiều. Chúng ta nói như vậy thì là đang mớm lời cho phạm nhân đó. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy. Nè, mọi người cứ bình tĩnh hết đi, để đại nhân người xử lý được rồi. Châu Nhi, người đưa hết bộ việc đi. Đại nhân, dù cô nương tốt với Châu Nhi như vậy, làm sao Châu Nhi lại hạ độc giết cổ được chứ? Hôm đó Châu Nhi hầm canh gà cho tiểu thư uống, Châu Nhi thấy canh gà còn nhiều nên múc ra một nửa đem cho qua Chu cô nương. Kết quả lại nghe như mọi người nói là Chu cô nương cổ đi rồi. Trong lòng Châu Nhi rất bất an, còn tưởng Chu cô nương mắc bệnh gì lạ, hoàn toàn không ngờ tới là Chu cô nương vì uống canh gà của Châu Nhi nấu cho nên mới bị chết. Châu Nhi, canh gà là muội nấu hay người khác kêu muội nấu vậy? Canh gà đó là do Châu Nhi đã nấu. Châu Nhi, ta hỏi ngươi là ai đã múc canh ra? Cũng là do Châu Nhi múc ra. Châu Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, từ lúc nấu canh tới lúc múc canh tới lúc đem nồi canh gà tới quận Dương phủ, ở trên đường đi ngươi có từng tiếp xúc với ai hay không? Toàn bộ là do Châu Nhi một mình làm, chính tay Châu Nhi nấu canh, do Châu Nhi múc cũng là Châu Nhi chính tay làm cho Châu cô nương uống. Nhưng mà sau khi Châu cô nương uống canh gà rồi thì qua đời, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Châu Nhi, bốn quan đã điều tra rõ là Châu Ngục thật sự là đã chết vì uống canh gà. Châu Nhi, ở trên chốn công đường ngươi nhất định phải thành thật khai báo, nếu không bổn quan ta phải dung hình với ngươi. Đại nhân, Châu Nhi không có. Đại nhân, ngươi đừng dọa cổ. Tôi thấy Châu Nhi cô nương là bị quan thật. Đại nhân, ngài là quan tốt công chính liên minh, ngài phải điều tra rõ ràng.
Đúng đó đại nhân, nhị sư huynh của tôi nói rất đúng. Ngài coi Châu Nhi cô nương đáng thương chưa kìa. Nếu như ngài còn hù dọa cô ấy thì sẽ hù hết thần trí của cô ấy đó. Ở trên công đường, bổn quan tự biết phải làm sao. Hai người hãy lui vào trong trước đi. Dạ, dạ được đại nhân. Đại nhân, có nên dạy Châu Nhi xuống đại lao trước, chờ chúng ta điều tra rõ ràng mọi chuyện mới định đoạt sao không? Người đâu? Dạ. Dạy xuống dưới. Rõ. Như Sơn tỷ tỷ, Như Sơn tỷ tỷ cứu muội, muội không có giết Chu cô nương. Như Sơn tỷ tỷ cứu muội. Bãi đường. Đại nhân, tôi thấy là chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy, biểu muội của đại nhân bình thường đã rất đố kỵ với Chu tỷ tỷ, chắc chắn là cô ta hại chết Chu tỷ tỷ. Còn để cho Châu Nhi chịu tội thay. Hương Vũ, Như Sư, ta biết là hai người thân với Chu Ngọc, cũng cảm thông Châu Nhi. Nhưng mà ở trên chốn công đường này, chúng ta phải nói luật pháp và chứng cứ. Còn Châu Nhi từ đầu tới cuối đều không hề nhắc tới Trần Cúc. Chuyện này sợ là không liên quan gì tới cô ta. Đại nhân, nhưng chỉ dựa vào một phía Châu Nhi cũng chưa thể tin được. Vì bảo vệ chủ nhân cũng có thể nói dối. Đúng vậy đại nhân, biểu tiểu thư gỗ bình thường đã không tốt với Chu cô nương, còn Châu Phi bị kẹp ở giữa cũng không còn cách nào khác. Chúng ta nên mời biểu tiểu thư tới đây hỏi cho rõ ràng. Ừ, ta cũng có ý này. Mạnh Hưng, có người đi kêu biểu muội tiểu thư tới đây. Nói với cô ấy là cô ấy có quan hệ với người tình nghi nên phải tới bổn quan để hỏi chuyện. Dạ. Cổ là chủ nhân của Châu Nhi, bình thường đã hung dữ với Châu Nhi rồi, cô ta còn hung dữ với Chu tỷ tỷ. Bây giờ đã xảy ra chuyện này, đương nhiên phải tới để làm chứng. Đại nhân, tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định là có liên quan tới cô ấy. Đúng vậy đại nhân, tới chừng đó ngài đừng có mà mềm lòng nhẹ tay, nhất định phải báo thù cho Chu tỷ tỷ. À, Hương Vũ huynh, Như Sương, cũng may mọi người là bằng hữu của đại nhân, nếu không thì ở chốn công đường phán trước khi ra sẽ bị đuổi ra khỏi huyện nha đó. Hương Vũ, Như Sương, hai người yên tâm đi, nếu như chuyện này thật sự có liên quan tới Trần Cúc, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nhất định sẽ trả lại công bằng cho Chu Ngọc. Đại nhân, đại nhân, thế nào rồi, người đâu? Biểu tiểu thư cổ, cổ không chịu tới. Ừ, bổn quan lấy thân phận gọi người liên quan tới hỏi dạy câu hỏi thôi, tại sao không chịu tới chứ? Tôi cũng nói với tiểu thư như vậy, nhưng mà biểu tiểu thư vừa nghe nói là tới đại đường huyện nha thì lập tức đuổi đánh tôi đi, sau đó thì đập đồ đạc, rồi sau đó tiểu thư tiếp theo đó thì sao? Sau đó ngất luôn rồi. À, ngất luôn sao? Diễn hay đó. Như vậy càng chứng minh cô ta có tật mới giật mình. Châu Nhi. Thu đại ca, Thu đại ca, sao huynh lại tới đây? Đói rồi chứ? Ta đem chút đồ ăn tới. Châu Nhi không đói. Thu đại ca, đa tạ huynh tới thăm Châu Nhi. Châu Nhi à, muội có chuyện gì không thể nói ra vậy? Phải nói chuyện gì chứ? Liên can tới vụ án cho cô nương bị hạ độc chết đó. Chu cô nương là một người tốt, muội. Muội đáng chết, muội thật sự đáng chết. Muội đáng chết? Châu Nhi, Chu Ngọc thật sự là muội đầu độc chết sao? Muội, muội đâu có. Hay là tiểu thư nhà muội cứ muội hạ độc hả? Không, không phải đâu. Muội nói Chu cô nương là một người tốt, vậy thì muội có lý do gì hạ độc giết người được chứ? Muội không biết, muội chỉ hầm canh gà cho Chu cô nương uống,
Ai ngờ lại nghe thấy chùa cô nương đã trúng độc mà chết. Muội rất đau lòng, rất khổ sở, rất là buồn rầu, cũng rất hoang mang và sợ hãi. Vậy là do tiểu thư nhà muội hạ độc sao? Rồi kêu muội đem canh gà cho quấy uống, có đúng vậy không? Không phải. Châu Nhi, muội không thể che chở cho hung thủ như vậy được. Không, Châu Nhi không có che chở. Thu đại ca, là Châu Nhi hầm canh gà cho tiểu thư uống. Tiểu thư kêu Châu Nhi chia một nửa cho chùa cô nương uống. Nhưng mà lúc chia nồi canh, tiểu thư cũng múc thêm một chén. Tiểu thư không có hạ độc đâu. Nếu như không phải do tiểu thư nhà muội hạ độc, vậy tại sao cho cô nương này trúng độc chết hả? Chuyện này Châu Nhi không biết được. Châu Nhi thật sự là không biết. Thu đại ca, biểu thiếu gia có làm khó tiểu thư không? Ngày ấy hỏi tiểu thư muội, tiểu thư nhà muội chết cũng không nhận, còn cãi nhau một trận nữa. Còn nói là... Tiểu thư nói gì vậy? Còn nói là do muội hạ độc chu cô nương. Cổ nói muội gì muốn xả giận cho cổ, không hề liên can gì tới cổ hết. Tiểu thư, cổ thật sự nói như vậy được sao? Cho nên muội cứ nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có phải tiểu thư nhà muội hạ độc chu cô nương hay không? Không được, muội đã nói rồi, muội không có nhìn thấy tiểu thư hạ độc. Muội cũng từng nói Châu Nhi số khổ, từ nhỏ đã bị bán cho nhà tiểu thư để làm nha hoàn. Khi tới huyện Tam Hạ, Thu đại ca đối xử tốt với Châu Nhi, còn có chu cô nương, cô ấy chưa từng coi muội là nha hoàn. Nếu có thể đền mạng thay cho chu cô nương, Châu Nhi tình nguyện chết. Muội không thể nào chết được. Thu đại ca, huynh cũng không muốn Châu Nhi chết phải không? Muội là cô nương tốt, muội nên được hưởng phúc. Muội không nên chết như vậy có biết không? Hả? Thu đại ca, nếu có thể đền lại mạng cho chu cô nương, Châu Nhi chết không hối tiếc. Huống hồ bây giờ còn có Thu đại ca quan tâm tới muội như vậy, muội thật sự rất là vui. Chu đại ca, muội có chuyện gì muội cứ nói đi. Xin huynh hãy nói với biểu thiếu gia, nói ngài xử theo phép công, phán Châu Nhi chết, Châu Nhi tuyệt đối không quán tang. Chỉ là Châu Nhi vẫn còn một thỉnh cầu quá đáng. Là chuyện gì? Muội muốn dựa vào vai Thu đại ca một lúc. Thu đại ca một lúc thôi, Châu Nhi đã mãn nguyện lắm rồi. Được rồi, tâm nguyện của Châu Nhi đã hoàn thành. Thu đại ca, đa tạ huynh. Nha đầu ngốc, muội phải suy nghĩ cho kỹ đó. Không cần nghĩ nữa. Xin biểu thiếu gia nhanh chóng phán muội tội tử hình. Và xin Thu đại ca nói với biểu thiếu gia, nói người đừng có đau lòng nữa. Cứ nói là Châu Nhi đã có lỗi với người. Thu đại ca, Thu đại ca, đa tạ huynh, Thu đại ca. Muội vẫn còn sống. Làm sao muội nỡ rời xa huynh chứ?
từ nhỏ tới lớn, muội đều không có phụ mẫu. Muội và ca ca vẫn luôn sống dựa vào nhau. Không phải ca ca không tốt với muội, chỉ là lúc bình thường hay ham chơi thôi, cho nên thường cứ để muội ở nhà một mình. Muội thật sự rất vui khi có thể quen được bằng hữu như huynh. Cô Bình Nam Dương phi của muội, người thân này lại cách xa muội ngàn trùng, nên muội thường cảm thấy rất cô đơn, rất là buồn chán, rất cô độc. Nhưng mà ở trong cuộc đời của muội, muội may mắn gặp được huynh. Huynh có biết không, lúc muội dựa vào lòng ngực của huynh, muội mới thật sự cảm thấy thế nào là yêu, thế nào mới là ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống của muội mới cảm thấy được vui. Chu Ngọc à, chỉ cần muội được vui, ta tình nguyện ở bên muội vĩnh viễn. Muội hứa với ta sẽ không bao giờ rời xa ta nữa, được không? Muội biết là huynh tốt với muội, nhưng mà chúng ta có duyên không nợ. Bây giờ muội phải đi rồi, tương lai huynh nhất định phải tìm một người tốt hơn muội rất nhiều lần. Không, Chu Ngọc, ta chỉ cần muội. Từ nhỏ cho tới lớn, ta khổ sở suốt 10 năm chỉ muốn có được một chút công danh để giúp Bách Tính làm một số chuyện. Nguyện vọng của ta đã hoàn thành, nhưng mà ở phương diện tình cảm thì ta vẫn chưa từng được cảm nhận. Tới khi muội xuất hiện, sau khi quen biết muội, ta mới phát hiện ra ta đã yêu muội từ lúc nào cũng không hay. Lúc ở kinh thành, mỗi ngày trong đầu của ta đều chỉ nghĩ tới muội. Ta biết là ta đã tìm thấy muội rồi, nhưng mà tại sao khi ta về tới, huynh đừng nói nữa. Muội biết chứ, muội biết là huynh muốn tốt cho muội, muội cũng không nỡ rời xa huynh, nhưng mà muội không có cách nào ở lại với huynh. Huynh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng quá nhớ thương muội. Không, Chu Ngọc, muội đừng rời xa ta mà, đừng mà. Đại nhân, người đừng như vậy, người mất cũng đã mất rồi. Hai người có duyên không có nợ. Có duyên không nợ, phòng trống mình ta cô độc nhớ nhung. Chu Ngọc, muội thực sự ra đi vậy sao? Người chết cũng không thể sống lại, đại nhân xin nén đau thương. Đại nhân, bây giờ chuyện Chu cô nương trúng độc chết, biểu tiểu thư cô ấy có chết cũng không nhận, mà Châu Nhi thì... Thu Quan, Châu Nhi rất lương thiện, ta cũng không tin là do Quế Hà độc. Chỉ là bây giờ ta lòng rối như tơ. Thu Quan hiểu được. Đại nhân, chuyện này có người có thể giúp được ngài, đó chính là Âu Dương Đức. Hey, rót đi nào.
À được, nè cạn. À, để ta rót. Nào, rượu ngon thiệt. Chén rượu này kính huynh tiếp. Đa tạ huynh giúp ta giảm béo. Không chỉ đã cứu ta một mạng, mà quan trọng nhất là không phải cưới mã não cách cách đó. Ê, khỏi cần đa tạ. Người vốn dĩ cũng đâu phải là huynh giết hả? Chỉ là bà Bình Nam Dương Phi đó cắn chặt quá thôi. Bành đại nhân kêu ta giúp huynh. Nếu muốn đa tạ, vậy đa tạ Bành đại nhân đi. Bành đại nhân, ta nhất định đa tạ. Nhưng lần này là để đa tạ huynh mà. Ta xin cạn chén này. Hey, Thiên Bá, ta càng lúc càng thích huynh rồi. Đúng là một hảo hán thật sự. Nếu như mình sai thì nhận sai, nếu có lý thì huynh sẽ nói tới cùng. Đương nhiên rồi, ta nói huynh nghe, ta là người thẳng tính, chưa bao giờ phải khom lưng cúi đầu. Có điều nói đi phải nói lại, ta đa tạ huynh là đa tạ huynh, nhưng mà chuyện ta không phục thì ta vẫn không phục đâu. Để hôm khác chúng ta có thời gian sẽ tỉ thí một trận, nhất định phân chia cao thấp. Lúc nào cũng được. Nhưng mà mấy ngày nay đã uống bao nhiêu rượu quý mà nhà huynh cất, ta sợ tới chừng đó ta sẽ không nỡ đâu. Huynh nói vậy là có ý gì chứ? Giống như ta nhất định sẽ thua huynh vậy. Không được, khỏi hôm khác, hôm nay đấu luôn. Hôm nay chúng ta phải phân cao thấp. Ê, bỏ đi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta nói chuyện của huynh đi. Huynh thật sự không thích mã não cách cách sao? Ta thật sự không thích đâu mà. Ta nói huynh nghe nha, ở trong hoàng cung không chỉ có một mã não cách cách, vẫn còn có rất nhiều cách cách nữa. Ta tình cờ biết được có một cô cách cách vô cùng xinh đẹp, đối với huynh cũng là một tấm chân tình đó. Ta mặc kệ đó là cách cách nào, dù sao thì bản thân Hoàng Thiên Bá ta ung dung tự tại quen rồi. Cái ta chịu không thấu nhất chính là cái đống lễ nghi phép tắc ở trong cung đó. Mà hơn nữa, ta cũng đã có người ở trong lòng rồi. Chà, hey, huynh có người trong lòng rồi sao? Chỉ dựa vào tính tình của huynh tự cao tự đại. Yêu cầu của huynh cao tới như vậy, những cô nương bình thường huynh đâu có thích chứ? Đương nhiên rồi, bình thường thì ta không thích đâu. Vậy chứ huynh thích cô nương sao? Thế nào hả? Huynh muốn làm ai sao? À không không không, ta không phải là có ý đó. Bản thân ta còn chưa có ai mà. Ý ta nói để Bành đại nhân làm mai giúp huynh, huynh có thể diện lắm. Không được không được, Bành đại nhân bình thường ngày ấy bận như vậy, hơn nữa thân phận ngày ấy cũng không hợp lắm đâu. Nè, ta cảm thấy huynh lại là một ông mai tiềm năng đó. Vậy sao? Huynh cũng quen người đó. Hả? Ta cũng quen hả? Đó là ai vậy? Không có được nha Hoàng Thiên Bá, đừng có nghĩ tới tiểu sư bụi của ta. Bụi đã có ý trung nhân rồi hả? Ta là người phản đối đầu tiên. Huynh nghĩ đi đâu vậy? Đúng, tiểu sư muội huynh đúng là xinh đẹp đó, thông minh dễ thương còn lanh lợi. Nhưng mà cho dù rau cải cũng có sở thích, tiểu sư muội của huynh không phải là kiểu người mà ta thích đâu. Nếu vậy là ai? Huynh nhìn bộ dạng của huynh đi, lúc nãy ta còn khen huynh, khen huynh là một đấng anh hùng, bây giờ huynh nói không ra lời như nữ nhi đang ngượng vậy. Nè nè, nói gì vậy? Huynh nói ai giống giống nữ nhi chứ? Nói đi hả? Là nam nhi thì cứ nói ra đi. Huynh làm mai cho ta nha. Chỉ cần huynh nói ra, ta sẽ làm mai cho huynh. Sao hả? Sảng khoái lắm, ta uống chén nữa. Là ai mà thần bí dữ vậy không biết? Người mà Hoàng Thiên Bá thích à, mắt nhìn của người này cũng rất là độc đáo đó. Huynh nói đi, lại. Hồ Điệp. Ai? Huynh nói ai hả? Âu Dương Đức, huynh điên rồi sao? Phúng đầy mặt ta luôn rồi. Thiên Bá, lúc nãy huynh nói ai chứ? Là Hồ Điệp. Hồ Điệp? Chính là Hắc Quả Phụ hả?
huynh đừng có đùa với ta nha. Là cô ta sao? Ta nói cho huynh nghe, cô ấy cũng thích ta đó. Hả? Nếu nói ra, sư môn của ta và sư môn của cô ấy có một mối ân duyên. Nè, huynh có nhớ không, có một lần ta trúng U Minh Trưởng, chính là Hồ Điệp đích thân trị thương cho ta đó. Hồ Điệp chính ta trị thương cho huynh. Ừ. Nè, coi huynh kìa, sao lại trao mài nhăn mặt như vậy chứ? Không phải đã hứa sẽ làm mai cho ta sao? Sao hả? Không đồng ý à? À không phải. À, thật ra Thiên Bá, ta với Hồ Điệp cũng... Ôi trời, Âu Dương Đức huynh đó, hồi nãy mới nói ta giống nữ nhi. Bản thân huynh mới giống nữ nhi đó. À, nhưng mà ta đây á, thôi ta nói sự thật luôn nha. Đại sư huynh. Đại sư huynh. À, huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Ủa, sao hai người tới đây? Làm sao vậy? Nói là với Thiên Bá trở về cùng lúc, để với sư muội ở huyện nha đợi mấy ngày luôn đó. À. Nhị sư huynh còn nói là huynh không thể ở chỗ của Hoàng Thiên Bá, bọn muội đi khắp nơi cũng không thấy. Muội mới nói thôi thử tới chỗ này coi thử đi. Thật không ngờ huynh ở đây thật. À đúng vậy, ta vốn định làm xong chuyện thì về huyện nha. Nhưng mà không ngờ Hoàng Thiên Bá nói ta cứu huynh ấy, nhất định bắt ta cùng uống rượu, uống tới 3 ngày 3 đêm. Hưng Vũ Như Sương, hai người ngồi xuống cùng nhau uống đi. Không ngồi đâu. Đại sư huynh, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Chu tỷ tỷ chết rồi. Hả? Hả? Chu Ngọc chết rồi. Sư huynh, mọi chuyện là thế này. Hôm đó chúng tôi và Bành Bằng đại nhân về tới trước cửa huyện nha, thì lúc đó vậy cho nên, đại sư huynh à, chúng tôi thực sự là hết cách rồi, nên chỉ còn cách đi tìm huynh thôi. Thì ra lúc chúng ta không có ở đây, mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện tới vậy. Theo như huynh nói, vậy Bành đại nhân nhất định là rất đau lòng. Đâu chỉ có ngày ấy đau lòng, muội cũng rất đau lòng nè. Đại sư huynh, thật sự muội không tin như Châu Nhi làm đâu. Chắc chắn là chủ cô ấy Trần Cúc bắt cô ấy làm như vậy đó. Sư huynh à, để cũng cho là như vậy. Đại sư huynh, huynh hãy mau nghĩ ra cách nào đi. Ấy, mọi chuyện có đau lòng cũng vô dụng. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tra rõ chân tướng sự việc. Nhưng mà lúc nãy hai người phán đoán ta không cho là đúng. Ừ? Tại sao chứ? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Nhất định là do Trần Cúc sai khiến Châu Nhi làm. Con người của Châu Nhi rất có nghĩa khí. Bất kể tiểu thư cổ có bắt nạt ra sao, cô đánh cô mắng, cô cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý. Vậy đại sư huynh, huynh hoài nghi là do ai làm? Trước khi mọi chuyện được làm rõ, ta cũng không thể phán đoán bừa. Nhưng mà ta cho hung thủ nhất định không phải là Châu Nhi. Nói từ nãy giờ chúng ta cũng đều biết không phải là do Châu Nhi làm, nhưng mà huynh phải có chứng cứ chứ. Mọi chuyện cứ chờ gặp mặt đại nhân rồi hãy nói. Đại nhân, mọi chuyện Hương Vũ và Như Sương cũng đã nói với tôi rồi, mong là đại nhân bớt đau lòng. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nghĩ cũng vô ích. Trước mắt thì chuyện quan trọng nhất là phải bắt cho được hung thủ đó. Tất cả những manh mối đều chỉ về Châu Nhi, nhưng mà Châu Nhi không nhận mình hạ độc. Âu Dương Thiên Sinh, Châu Nhi không thể nào hạ độc hại chết cho cô nương đâu. Đại nhân cũng đã từng hỏi biểu tiểu thư rồi. Ủa, vậy biểu tiểu thư nói như thế nào? Trần Cúc đã phủ nhận tất cả, thể hiện là không biết chuyện gì. Ta thân là quan phụ mẫu của quyền Tam Hà thì phải làm được công chính liêm minh, không xen tình cảm. Mặc dù ta cũng hoài nghi là do Trần Cúc làm, nhưng mà luật pháp chỉ nhận chứng cứ. Trước mắt chúng ta đều không có chứng cứ gì. Tôi hiểu rồi đại nhân. Đối với chuyện này thì chúng ta cần phải âm thầm tính kế. Âm thầm tính kế. Về chuyện này vẫn phải cần sư muội của tôi ra tay rồi. Muội? Ờ. Để muội. Tại sao lại để muội làm chứ? Biểu ca, bây giờ nhìn huynh rất là đáng sợ, huynh muốn làm gì chứ? Trần Cúc, ta không tin là Châu Nhi tự nhiên vô cớ đem canh gà có độc cho Dung Ngọc. Lần cuối cùng ta hỏi muội, có phải là muội sai khiến cô ấy làm như vậy không?
huynh nói bậy. Sao muội lại kêu Châu Nhi đi làm chuyện như vậy chứ? Muội thấy tám phần là Chu Ngọc cô ta ở Dương phủ không biết đã dây dưa qua lại với ai, nên mới gây ra một chuyện rắc rối không dọn được, mới tự giận để tránh bị xấu mặt thôi. Huynh đánh muội. Chu Ngọc quỷ đã chết rồi, tại sao muội có thể sử dụng quỷ như vậy chứ? Đây là nơi mà quỷ từng ở, muội hãy ở lại đi, cố gắng mà ăn đừng hối hận đi. Đóng cửa. Ê, biểu ca. Biểu ca, thả muội ra ngoài, thả muội ra ngoài đi. Thả muội ra ngoài, biểu ca, muội không muốn ở đây. Biểu ca, thả muội ra ngoài, muội không muốn ở đây. Biểu ca. Trời ơi. Muội không muốn ở đây đâu biểu ca, làm ơn thả muội ra ngoài đi mà. Muội không muốn ở lại đây. Chu cô nương, tôi cầu xin cô đừng có giết tôi. Tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Tại sao cô kêu Châu Nhi hại ta? Tại sao chứ? Không, không phải là tôi kêu Châu Nhi tới hại cô. Tôi chỉ tức là cô không về, còn cố ý muốn ở lại nơi này. Cô cũng biết mà, tôi không thể nào không có biểu ca. Bởi vì tôi đã bị Doãn Lượng cưỡng hiếp rồi. Doãn Lượng cưỡng hiếp ngươi thì liên can gì ta? Đúng là không liên can gì cô. Nhưng mà trời sinh tôi tính đố kỵ rất cao. Tôi ganh ghét cô xinh đẹp hơn tôi. Tôi ganh ghét cô tốt hơn tôi. Tôi đố kỵ. Biểu ca từ nhỏ tới lớn lớn lên cùng với tôi, nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi. Nhưng mà huynh ấy vừa thấy cô là đã thích cô rồi. Tôi tức giận lắm. Cho nên cô nghe nói cô không dẫn ta về Quảng Đông, nên cô nghĩ cách hạ độc để giết ta. Không phải vậy. Không phải là tôi cố ý muốn hại cô đâu. Chỉ là hôm đó đúng lúc ở trên phố tôi nhìn thấy cô. Ý tôi muốn ở lại Quyện Tam Hà để chờ người. À, chờ đại nhân về hả? Thì trang Chu Ngọc này không quý trời đi. À, không đi thì chính là một mối quà. Vậy cô tính làm gì? Cô muốn chờ biểu ca quay về. Tôi cũng hiểu rất rõ, biểu ca của tôi quay về nhất định sẽ lập tức thành thân với cô. Tôi cũng là người cần có thể diện mà. Nếu huynh ấy thành thân với cô rồi, vậy thì tôi phải làm sao chứ? Cho nên hôm đó tôi đã đi mua một gói thuốc độc. Hôm đó đúng lúc Châu Nhi. Tiểu thư, canh gà hầm xong rồi, tôi múc cho cô uống nha. Châu Nhi, người đi lấy thêm nồi nữa đi. Để làm gì vậy tiểu thư? Châu Nhi, ta kêu người đi lấy thì đi lấy đi, còn hỏi ngược lại ta nữa. Đi mau. Dạ. Tiểu thư. Tiểu thư, tôi lấy nồi tới rồi. Được rồi, đem qua cho Chu cô nương đi. Nhưng mà tiểu thư, tôi thật sự nói là do tiểu thư đưa hay sao? Người cứ nói là biểu ca đặc biệt sai người làm cho cổ. Ồ. Thật ra hôm đó Châu Nhi đem nồi canh đi rồi, tôi cũng rất hối hận. Tôi muốn chạy theo cản nó lại, nhưng mà mọi chuyện đã muộn rồi. Châu Nhi đã đem canh qua cho cô. Tôi chỉ đành cầu mong cô đừng có uống nồi canh đó. Nhưng mà cô vẫn uống hết rồi. Cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Những lời cô nói đều là sự thật. Thật đó, những lời tôi nói đều là sự thật. Giờ cô cũng đã chết rồi, tôi đâu có lý do gì để gạt cô nữa Chu cô nương. Tôi cầu xin cô đừng có tới tìm tôi nữa.
Cô đừng tới hù dọa tôi nữa. Cô cứ yên tâm đi đi. Tôi chỉ nhất thời nóng nảy cho nên mới làm ra chuyện thất đức ác nhân như vậy. Tôi biết là cô rất yêu thích biểu ca tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc biểu ca thật tốt mà. Tôi xin thề, tôi xin thề tôi sẽ thay đổi những tật xấu của tôi. Tôi nhất định sẽ thay đổi tính đố kỵ của bản thân. Chu cô nương, tôi cầu xin cô đó. Các người không phải cổ chết rồi sao? Sao các người lại ở cùng với nhau vậy? Cuối cùng muội cũng chính miệng thừa nhận, ta thật không ngờ muội là ác như vậy. Trần Quốc, muội sẽ phải chịu trừng phạt của luật pháp nhà Thanh. Cô mới chết đó. Nhìn kỹ coi bổn cô nương đây là ai. Cô là ta, Trần Cúc. Cô đúng là rất quá đáng. Con người của cô sao lại độc ác tới như vậy? Chu tỷ tỷ rất là tốt bụng, lại rất lương thiện, vậy mà cô vì đố kỵ lại ra tay giết chết người ta. Ta phải giết cô. Sao muội? Đừng nóng nảy. Muội làm vậy chỉ cản trở mọi chuyện thôi. Bây giờ tất cả nghe theo đại nhân đi. Đúng vậy như sư cô nương, cô không cần ra tay, đại nhân cũng nhất định trị tội cô ta. Cô còn lời gì để nói? Lại dám giá họa cho Châu Nhi sao? Biểu ca, biểu ca, biểu ca muội sai rồi. Biểu ca muội thật sự sai rồi. Muội thật sự đã sai rồi biểu ca. Biểu ca muội không dám nữa. Muội không dám nữa đâu biểu ca. Biểu ca, biểu ca ơi, hãy tha thứ cho muội. Huynh tha tội cho muội đi. Bình Nhân, có chuẩn bị thăng đường. Người không còn kính người, âm thầm hạ độc, còn sai Châu Di chốn không biết chuyện đem canh gà tới phủ Phúc Quận Dương cho Chu Ngọc uống, cuối cùng làm cho Chu Ngọc bị trúng độc mà phải chết. Tới nay chứng cứ đã quá rõ, bốn quan còn cho người tìm được độc dược ở trong phòng của người. Nhưng chứng vật chứng đầy đủ, người còn lời gì để nói không? Trần Cúc không có gì để nói. Trần Cúc chỉ nhất thời nóng giận. Trần Cúc đã bị sự đố kỵ che mờ mất lương tâm, cho nên mới nghĩ tới chuyện giết người hả giận. Xin biểu ca, xin đại nhân, niệm tình Trần Cúc trẻ người non dạ, tha cho một lần. Người giết người giá quà, tâm địa độc ác, hơn nữa tàn trữ thuốc độc, tính kế từ trước, không phải vô tình phạm tội, bổn quan không thể nào tha. Đại nhân, đại nhân, xin đại nhân niệm tình Trần Cúc, thân nữ nhi yếu đuối, ngàn dặm xa xôi tới tìm người thân, nhưng gặp được người thân không để mắt tới. Xin đại nhân, xin đại nhân tha cho tôi đi mà. Biểu ca, đồ phụ nữ ác độc nhà ngươi, bình thường ức hiếp Chu tỷ tỷ thì cũng thôi đi, bây giờ còn hại chết Chu tỷ tỷ nữa. Cô độc ác tới như vậy, nói cho cô biết, ta là người đầu tiên không tha cho cô. Đúng, có câu là thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, một mạng đền một mạng. Hương Vũ, Như Sương, hai người cứ bình tĩnh để cho đại nhân phán án đi. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, cứ cho quẩy vào. Châu Nhi, cầu kiến đại nhân. Châu Nhi, cô tới đây làm gì? Đại nhân, Châu Nhi vừa được thả khỏi lao thì nghe nói tiểu thư. Đại nhân, tiểu thư là vô tình phạm sai lầm, xin đại nhân niệm tình là biểu huynh muội với tiểu thư mà tha cho tiểu thư. Châu Nhi, tiểu thư,
Chu Nhi, Tu đại ca, Tu đại ca, đại nhân người nghe lời huynh nhất, xin Tu đại ca giúp muội đi, xin đại nhân tha cho tiểu thư nhà muội đi. Chu Nhi, tiểu thư nhà muội mang tội giết người, ta có thể nói được gì chứ? Chu Nhi, cô không liên can tới chuyện này, mau tránh Ngọc Quyên. Biểu ca, Chu Nhi, nghe thấy không? Đứng lên đi. Chu Nhi, qua đây với ta. Chu Nhi, muội cứ đứng ở chỗ của ta, không cần cầu xin giúp ả, nghe đại nhân phán coi thế nào. Đúng vậy Chu Nhi, nếu như đại nhân đã thả cô ra rồi, vậy thì cô cũng đừng nên nói nữa. Trần Cúc, ngươi vì một chút đố kỵ mà lập mưu giết người, hơn nữa sau đó còn không chịu nhận tội, rõ ràng là không có một chút ý hối hận nào. Tội ác tày đình như vậy, bổn quan phán ngươi tội trảm. Sao thu hành hình. Tiểu ca, tiểu ca, muội không muốn chết đâu. Châu Nhi, Châu Nhi, ngươi mau cầu xin biểu ca đi, ta không muốn chết. Biểu ca, mà không cần cầu xin cho ả đâu. Biểu ca, tha cho muội. Tiểu thư, biểu ca, không thể được. Lão phu nhân, mẹ. Di mẫu, phu nhân. Di mẫu, Di mẫu, lão phu nhân. Bái kiến lão phu nhân. Mẹ, ở trên công đường, trên người con đang mặc quan phục, tha thứ cho con, không thể quỳ bái, con xin mẹ hiểu cho. Ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ quê mùa, làm sao mà có thể giận quan phụ mẫu địa phương bành đại nhân quỳ bái chứ. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Tại sao con lại phán Trần Cúc tội chết? Di mẫu, mẹ, chuyện cụ thể thì chút nữa con sẽ về nói với mẹ sau. Bành Hưng, dạ, mau đi lão phu nhân, về phủ chờ ta. Dạ. Ta không muốn quay về. Bằng Nhi, con lớn khôn rồi, làm quan rồi, quy phong rồi. Không phải lúc ta viết thư gửi cho con đã nói với con là lúc ta còn ở quê nhà, tất cả cũng là do một mình Trần Cúc chăm sóc cuộc sống của ta sao? Một cô nương tốt, ngoan ngoãn hiền lành như vậy, con không cưới nó làm thê thì thôi, tại sao lại phán nó tội chết? Ta không đồng ý. Mẹ đang ở trên công đường, xin mẹ đừng làm khó con mà. Ta làm khó con cái gì chứ? Lão phu nhân à, bà đang làm loạn công đường đó. Đúng vậy, bà có biết làm loạn công đường là tội gì hay không? Hai người này là ai đây? Mẹ, hai người họ là bằng hữu tốt của con. Thu quan tham kiến lão phu nhân. Hương Vũ huynh. Thu đại ca, đại nhân trước giờ vẫn rất hiếu thảo đó. Hai vị, thật ra con người lão phu nhân rất tốt, chỉ có điều tính bà hơi nóng thôi, không thể nhẫn nhịn được. Tôi xin hai vị lượng thứ. Mẹ, để con giới thiệu với mẹ, đây là Thu quan, à, bây giờ đang làm việc ở quyền nha. Còn nữa, đây là Dương Hương Dũng, đây là Bạch Như Sương. Bọn họ là người giang hồ vô cùng chính nghĩa, anh hùng hào kiệt. Tại hạ Bạch Như Sương, Dương Hương Dũng, ra mắt lão phu nhân. Thì ra Bành Bằng phán quyết Trần Cúc tội chết chính là do đám bằng hữu tốt các người ở cạnh bên xúi dục nó sao?